Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thành Phố Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Trạng ở thành phố Cần Thơ với cô chú anh chị ha. Giao lưu hôm nay thì anh cũng có một số cây cúc tỏ hương, mai dạo tự sắn, mai đại lộc. Dạ, hôm nay thì mình có siêu bông Sài Gòn với phô mai tàn nữa cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị mình xem clip vui và chọn được những giống mai mới, chọn được cây ưng ý luôn ạ. Dạ, bữa nay mình có siêu bông Sài Gòn ghép phô mai tàn, cây tầm trung ha với cô chú anh chị ha. Cây này thì mình về lấy cũng được nhiều bo lắm á cô chú anh chị. Giờ mình dưỡng lại chơi Tết 2023 là ngon, 24 là ngon lành luôn ạ. Hàng về mùa con tàn nha cô chú anh chị ha. Dạ, một số cây cúc thọ hương cũng bo già hết trơn rồi cô chú anh chị, mình con dưỡng lại ha, đế đẹp luôn ạ. Thọ hương anh. Rồi. Biết không? Dạ rồi, bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của đại kiển anh Trạng cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh Trạng ơi. Rồi, em chào Phương, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thành Phố Hậu Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai mới anh chị, thọ hương. Rồi siêu bông Sài Gòn, mai quắn này đọc anh chị. Rồi kính mong cô chú anh chị có ủng hộ nha. Rồi số điện thoại em là 0932999393. Rồi. Mã số đầu tiên này là mã số 26 anh chị, Phương anh chị. Dạ. Hai mươi sáu cúc thọ hương ghép phô mai tàn nha cô chú. Cây này thì trước Tết là không có làm bông gì, mình nhỏ ra là anh chị. Bông chùm chùm luôn ha. Bông rất là to nha anh chị ơi. Dữ lắm đúng không ha. Cây này về cô chú anh chị mình lặt hết lá chơi bông hoàng gực luôn. Một đủ thì nó ra khoảng 5 bông 6 bông nha anh chị. Cây này cũng là hàng bo già luôn rồi cô chú anh chị ha, nó có một số nó kéo gần liền mặt cắt luôn nha cô chú. À, số 26 anh chị, cúc thọ hương. À. Này về anh chị mình lấy bo là ok luôn anh chị. Rồi cái này hoành là 22. Rồi. Chiều cao 1,5 m. Đàn ngang là 128. Rồi mã số 26 cúc hương là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.300.000. Dạ 3.300.000 nha cô chú anh chị. Hàng cúc thọ hương nhà mùa luôn nha cô chú. Bông dữ lắm, bông gì đẹp, đẹp lắm chị, bông bị nè. Cái này nó ra khoảng có bông này khoảng có chừng 5 ngày 6 ngày nó mới tàn không chị. Rồi mã số 27 là một cây thọ hương luôn, chơi cặp với cây 26 nha anh chị. Đó. Dạ, cúc thọ hương với phô mai tàn nha cô chú anh chị. Còn hai cây hả anh chị? Dạ. Nơi còn hai cây. Cây này về lấy được siêu bo luôn cô chú anh chị. Một số mặt cắt trên này kéo nhựa đó. Bông thì cũng y chang như cây 26 nha chị. Khỏi chê ha, bông bự hả anh chị. Chụp nắng lên đi. Bông này là 6 cm nha anh chị. Một số mặt to lắm. Kéo nhựa liền. Chị xem bông nè. Cũng là một cốt thằng thông hả anh chị, mấy cái này siêu bo ha. Dạ tàn, kính tàn luôn cô chú. Rồi, này hoành là 23. 23 hoành. Chiều cao cũng là 1,5 m luôn nha. Tàng ngang là 129. Rồi mã số 27 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.300.000 luôn hả anh chị? Dạ, mình cho anh cặp và để phía trước sân chơi Tết làm sao là ngon lành luôn á cô chú. Dạ, mã số 28. Mã số 28. Cúc thọ hương. Rồi, thân lắc, nhìn nó lực cây lắm cô chú anh chị. Cây này mình con tàn rồi, giờ đang đi cơ đầu rất là mạnh luôn nha cô chú. Cây này nó cái phôi nó lực lắm hả chị. Chị xem ha. Nó lực bệ luôn hả chị. Đế sẫm luôn mà nó gom cái nồi đế cô chú. Rồi. Cái củ đế đặt này là 42. Hoành là 30. Chiều cao 106. Tàn ngang 78. Rồi mã số 28 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000 anh chị. Dạ 2.800.000, mã số 28 luôn nha cô chú anh chị. Dễ nhớ, dễ chốt ha. Dạ, rồi, nở luôn. Mã số 29. Mã số 29, cúc thọ hơn luôn anh chị. Em này cũng thân lắc quái luôn á cô chú anh chị. Cái này quái kỹ lắm chị.
lắc hai vòng ha. Đế thì cũng có đế luôn cô chú anh chị nha. Thân nó lắc rất là gắt luôn á cô chú. Cái này khoảng chừng một tháng hay là anh chị mình buông tè được hả anh chị? Rồi, hoành 27. Dạ. Chiều cao 86. Tàng ngang 72. Rồi mã số 29 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.6 gì? Dạ, 2.6 nha cô chú Cúc Thọ Hương. Mã số 29. Hàng già mùa mình con tàn lại cô chú anh chị ha. Dạ. Mã số 30. 30 là siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Dạ. Siêu bông Sài Gòn mã số 30. Ghép với cái phôi mai thân lắc khéo tay nha cô chú anh chị. À, mình ghép rất là nhiều bo luôn nha. Cái này đế nở cũ luôn nha cô chú anh chị. Dạ em xin số đôi 3 dòng luôn anh ơi. Rồi cái này hoành là được 21 hoành. Chiều cao 76. Tàng ngang 62. Rồi mã số 30 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 anh chị. Dạ 1.400.000. Dạo siêu bông Sài Gòn. Anh đợi luôn. Rồi tiếp tục mã số 31 siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Dạ một em trực lắc luôn cô chú. Này về anh chị mình có một ông nè. Có nụ nè. Nụ to lắm anh chị. Một phôi thì mình ghép chắc khoảng 10 mấy đến 20 mấy chọc ghép á cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Một số này là mình về mình có thể cắt bo được liền luôn cô chú nha. Mấy này về cắt bo được chưa anh chị? Này chúng hẹn lựa tiễn ra về anh chịu lấy bo. Đế nó gom củ đế nha cô chú. Về lấy cắt cả dần 20-30 bo bình thường hả anh chị? Rồi, củ đế này là 32. Hoành là 17. Chiều cao 85. Tàng ngang 72. Rồi mã số 31. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 luôn ha. Dạ, siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. 1.400.000. Nút bận từ Úc em luôn. Nụ. Nụ lộn nút. Rồi. Rồi, mã số 32. 32 là cúc Thọ Hương anh chị, cái này hai giống nha anh chị. Này đúng cái đọt này là em ghép thằng giảo cánh tròn hả anh chị. Đó anh chị xem nè. Cái này thì em mới đôn tàn lại nó ra lá non nè. Cô chú anh chị mình chơi giảo cánh tròn rồi chắc mình biết mặt bông rồi. Bông nó đẹp lắm đẹp hả anh chị. Còn ở đây thì Thọ Hương không nha. Thọ Hương già mùa hả anh chị. Nè, nhìn lá non nó ra nè anh chị. Đang đi cơ đọt mất ruột luôn á. Cái phôi lùng lực sát lớn đế cũ luôn á cô chú anh chị. Tặng ra bằng cua luôn. Có tặng thịt bò không em? Hả? Không, bò không tặng. Họ ship tới chỗ thôi luôn à. Rồi. Rồi cái củ đặc này là 35. Hoành 26. Chiều cao 52. Tàng ngang 76. Rồi mã số 32. Cây hai giống này siêu bông xịn. Ý không. À giảo bánh tròn với thằng Thọ Hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 anh chị. Dạ rồi, 1.200.000 cô chú anh chị ha. Mã số 33. Mã số 33 là cái mai đại lộc anh chị. Dạ. Này thì đại em lộc. Bán cái hàng này hàng để bàn hả anh chị. Già mùi luôn cô chú anh chị. Này bông chuẩn nha. Chị xem ha. Cái bắp trời do luôn. Ghép được 2 chục ghép cái này, lớn. Cái này ghép được 2 mùa rồi. Dạ. Đang đi cơ đợt non mất gục luôn nha cô chú anh chị. Không giận luôn không? Dạ. Cái này hoành là được 23. Chiều cao là 58. Tàng ngang 59. Rồi mã số 33 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 600. Dạ 600 ngàn một em lại lọc già mùa nha cô chú anh chị. Dạ rồi em đổi luôn anh ơi. 24. Đại lộc luôn nha anh chị. Ghép với phôi mà thân lắc cái này ghép với 2 bò anh chị. Anh chị xem nhìn lá non nó ra nè. À, mất gược ha. Có 20 ghép lớn thôi cô chú anh chị ha. Thân lắc cái phôi này nó già lắm đó cô chú anh chị. Quanh 24. Chiều cao 58. Tàng ngang 65.
Rồi 600 ngàn luôn nha anh chị, mã 34. Dạ 600 ngàn, đây lọc về mùa nha cô chú. Mã số 35. Đấy rồi. Rồi 35 là cây này, cây giả bánh tròn nha anh chị. À, cây đang đi cơ đợt nó mạnh luôn á cô chú anh chị. Giả cánh tròn, mã số 35. Cây này mình ghép về mùa cô chú ha, ba chọt ghép lớn. Cái này bông này khỏi chê nha anh chị. Cô chú chị nào biết mà chưa biết một ông giả bánh tròn thì kết bạn Zalo cho em gửi bông cho coi ha. Cái này hoành là 26. Chiều cao 60. Tàn ngang 58. Rồi mã số 35, cái giả bánh tròn này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn. Dạ 900 ngàn. Mã số 36. Cây đại lộc 1 bo, 2 bo. Ghép 2 bo. Cũng đang đi cơ đợt mạnh luôn á với cô chú anh chị. Bo này nó bự lắm nha anh chị. Bự hơn cả cái luôn. Cũng ghép được 2 chục ghép lắm cô chú. Rồi cái này hoành lượt 18. Chiều cao 62. Tàn ngang 42. Rồi 600 ngàn anh chị ơi. Mã số 36. 600 ngàn. Mã số 37. 37. Đại lộc luôn. Em này thì phơm tàn dù quý cô chú anh chị ha. Cái này bông. Này bông trà bá. Chuẩn bông. Nút nụ tròn do hả cô chú anh chị. Mình ghép cái này ghép 3 bo. 3 chục ghép ha. Yếu địa thục nữ. Đứng ở nãy nha. Chết. Hoành 20. Chiều cao 65. Tàng ngang 47. Rồi 37 xin giao lưu với cô chú chị mình 650. Dạ 650 đại lộc về mùa nha cô chú. Rồi mã số 38. 38 đại lộc luôn anh chị ơi. Cái này ghép 4 bo. Cái này đế đẹp nè. Cái này cũng hàng da mùa luôn, chọc ghép cỡ bằng ngón trỏ ngón út hết trơn hả cô chú ha. Rồi cái này hoành là 20. Dạ. Chiều cao 58. Tàn ngang 56. Rồi mã số 38 xin Zalo 650 anh chị ơi. 650 nha cô chú. Đại lộc da mùa. Mã số 39. Cúc thọ hương. Dạ cái form lùng liền luôn heo với cô chú anh chị. Mình ghép cũng được 4 chọc ghép ha. Cúc thọ hương anh chị. Cây đang đi tụt mạnh nha cô chú. Này hoành là 20. Chiều cao 61. Tàn ngang 57. Rồi mã số 39 Cúc Hương là xin giao lưu với cô chú anh chị mình 550 chị. Dạ 550 thôi cô chú anh chị. Cái này cũng hàng bo già đúng nha. Dạ rồi em đổi luôn nha. Mã số 40. Đó Cúc Thọ Hương. Cái này thì nó dán hơi bye bye nha quý cô chú anh chị. Cây cũng đang đâm tuột sống khỏe luôn ha. Cái tuột nó dài vừa của đó cô chú. Cây này ghép 4 bo nha anh chị. Chọc ghép thì nó cỡ bằng cái điếu thú ăn lên cũng út hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Hoành 22. Dạ. Chiều cao 56. Tàn ngang 63. Rồi mã số 40 thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha. Dạ rồi 650 Cúc Thọ Hương. 41. Mã số 41. 41 là cây này hai giống nha anh chị. Cái này giả bánh tròn với thọ hương. Dạ. Này thọ hương anh chị. Đó. Ghép một bo giả bánh tròn với hai bo thọ hương. Rồi cái này nở đế luôn nha cô chú anh chị. Hàng này hàng đế bè anh chị, về lấy giống ok anh chị. Dạ. Giả bánh tròn với thọ hương. Rồi cái này hoành là được 16. Chiều cao 52. Tàn ngang 50. Rồi mã số 41 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn. Dạ. Mã số 42. 42 là cây mai giả cánh tròn anh chị. Ghép cho cánh tròn ha. Dạ. Đang đi cơ đọt vượt thuộc dài thuộc luôn. Cái này ghép 3 bo giả cánh tròn. Cũng là hàng già mùa luôn cô chú ha. Đế thì nó cũ nở luôn à. Rồi em xin số đo luôn anh ơi. Dạ anh chọn bông đẹp lắm chị ơi. Rồi cái cũ 24. Dạ. Hoành là 15.
chiều cao 52, tàn ngang 52 luôn. Rồi mã số 42 xin giao lưu là 6.5 như vậy. Dạ, kính chào. 43, dạ bánh tròn luôn. À, mấy này về anh chị mình lấy bo ghép là ok anh chị, bông đẹp lắm anh chị. Cái này mình ghép cũng được 3 chột ghép đó mấy cô chú anh chị. Rồi nở đế luôn ha. Mã số 43. Rồi em xin số ra luôn à. Rồi cây này hoành là được 15, chiều cao 47, tàn ngang 54. Rồi 600.000 mã số 43. Dạ. Mã số 44, dạ bánh tròn luôn. À, cái này dán siêu luôn cô chú anh chị nha. Cái này ghép được 2 bo hả anh chị? Dạ. Cái thân nó nu nu cục cục luôn á với cô chú anh chị. Rồi em xin số đó ha. Rồi cái này hoành được 18, chiều cao là 45, tàn ngang 52. Rồi mã số 44 cây giảo cánh tròn này xin giao lưu là 6.5 anh chị. Dạ rồi. 45. 45. Rồi, 45 là cây bạch mai. À cây mini mà đấy. Bạch mai để bàn hả anh chị. Cái này ghép được 3 bo. Đó, cái này đế thú anh chị, dáng thú ha. Vô cái này để bàn anh chị, cái này về anh chị mình vô cái chậu mà chữ nhật ha. Này về được hai cây bạch mai anh chị, dán thú, cái này để bàn là hết sảy anh chị. Hoành 13, chiều cao 32, dài của con thú là 20, đó. Cái này tàn ngang là được 30, rồi mã số 45, cây bạch mai này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000. Dạ 600.000 thôi cô chú anh chị. Cây quái anh chị. Giá rẻ nha. Dạ rồi. Tiếp tục 46. Mã số 46 bạch mai luôn chị. Rồi, con gì đó quá lắm cô chú. Cái này thú đủ chân nè. Chị xem nhìn hai chân trước nè. Cái này nó thay da nha anh chị. Nó thay da ha, chứ không có gì hết. Nó ngoảnh đầu luôn á cô chú anh chị. Hai chân trước. Có cái đuôi luôn ha. Chân sau như cái không bạch tuộc. Cái này nó thuộc 3 bông bạch mai nha. Bạch mai. Ý rồi. Bông nó từ 82 cánh anh chị. Dạ. Cái này hoành 12, chiều cao 36, tàng ngang là 37. Rồi mã số 46 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 anh chị. Dạ rồi 600.000 một cây bạch mai 47. Tiếp tục là mã số 47 là cây mai giả quắn chị. Ghép với phôi mai vàng phong cao xíu cô chú anh chị à. Cây mai giả quắn ha. Cây này ghép hơn mùa nha anh chị. Đó. Cây này ghép hơn mùa ha. Chị xem nè. Quắn kích kịch luôn cơ chú. Rồi đế cũng khá nha cô chú anh chị ha. Cây này hoành là được 20. Rồi. Chiều cao là 70. Tàn ngang 76, cái này về anh chị lấy bo đã đời luôn. Trăm bo bình thường. Mã số 47. Rồi mã số 47. Cái giỏ quắn này xin giao lưu cho cô chú anh chị mình là 1.300.000. Dạ. Rồi. Mã số 48. Mã số 48 là cây giỏ siêu bông Sài Gòn. Cây này dán hơi xiên hả anh chị? Để cũ luôn cô chú anh chị nha. Đây dán xiên tới cũ, cái này lấy bo nhiều nha anh chị. Cái này về lấy bo nhiều hay nước bo lên dân này. Nó lên ra cái lên da lương hết trơn rồi cô chú anh chị mình lấy bo ghép được liền luôn à. Cái chọt ghép thì nó cũng có từ cái điếu thuốc ăn lên nè cô chú anh chị nha. Cái này về anh chị mình lấy trên 100 bo. Rồi dán siêu bye bye luôn nha cô chú anh chị. Mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn rồi cô chú ha. Đế thì một củ cho bá nữa luôn à. Rồi cái củ đặt này là 39, hoành 25. Dạ rồi. Chiều cao 107, tàng ngang 100. Rồi mã số 48,
cây giỏ siêu bao Sài Gòn này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000. Dạ 2.800.000 cô chú anh chị ha. Cây này lấy bông được, lấy bo được liền luôn á cô chú anh chị. Ừ. Siêu bông Sài Gòn mã số 48. Dạ. Rồi. Mã số 49. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Cái phô mai tàn luôn cô chú anh chị ha. Cái này thật phông cao luôn ạ. À, mình cũng có thể về lấy bo được liền luôn cô chú anh chị ha. Lên gia lương hết trơn nha cô chú. Cái chọc ghé này kể từ nước thuốc ăn lên con tơ út của mình hết trơn luôn ạ. Dạ rồi em xin số đây luôn ha. Rồi cái này hoành là được 21. Dạ. Chiều cao 120. Tàn ngang 95. Rồi mã số 49 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000. Siêu bông Sài Gòn ghép phô mai tàn. Dạ siêu bông Sài Gòn, ghép siêu bông Sài Gòn. Dạ. Mai tàn ghép siêu bông Sài Gòn anh chị. Dạ rồi em thở luôn nha. Mã số 50. Siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Dạ cây này ghép phôm. Cây này dữ lắm cây anh chị. Cây này nó kính tàn, cây này nó tay cạnh nó điệu chứ luôn ha. Dạ. Đó. Cây này già mùi anh chị. Đang đi cơ đọt mướt ngược luôn á cô chú anh chị. Này hàng nói chung là hàng này hàng em mua về lấy bo hả anh chị, giờ nó ra lại bán lại hả anh chị. À, mấy cái chọc ghép này nó to lắm mọi người chú anh chị ha. Có cái thì cỡ từ Úc của mình luôn á cô chú. Dạ, hai cái bo này ghép hai bo bít luôn rồi nè. Tích mà cắt luôn rồi. Hàng về mùa mình ghép phô mai tàn Tết nay cái tàn này nó dữ lắm luôn. Siêu bông Sài Gòn. Rồi, em xin xếp ra luôn ha. Rồi cái này hoành thăng là được 23. Dạ 23 hoành. Chiều cao là 108. Tàn ngang 86. Rồi mã số 50 cây siêu bông Sài Gòn này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.600.000. Dạ 3.600.000 nha cô chú anh chị, hàng già mùa mình con tàn lại ha. Chào bạn không? 50 cây siêu bông Sài Gòn là cây clip gì? Cảm ơn cô chú anh chị những lượt qua ủng hộ em nha. Rồi chúc cô chú chị luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. À, em xin chào hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thời Gian luôn ạ.